Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Giờ Sức Khỏe ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, sốt xuất huyết tuy không phải là một bệnh mới và năm nào thì cũng ghi nhận rất nhiều những trường hợp mắc bệnh, thậm chí là tử vong. Thế nhưng mà trên thực tế thì không phải là ai thì cũng phân biệt được sốt xuất huyết với các bệnh lý sốt thông thường, nên là nhiều người thường hay chủ quan hoặc là tự ý uống thuốc hạ sốt để điều trị tại nhà, dẫn đến những hệ quả khôn lường do biến chứng. Vậy làm thế nào để có thể nhận biết được đúng căn bệnh này khi mà mới khởi mắc? Thì Giờ Sức Khỏe của chúng tôi ngày hôm nay sẽ giúp quý vị và các bạn có đầy đủ thông tin về căn bệnh này. Nhưng trước tiên thì mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi một số thông tin y tế đáng chú ý. Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy, Hà Nội xác nhận vừa có một phụ nữ trên địa bàn này bị tử vong sau khi tới thực hiện thủ thuật phá thai tại một phòng khám sản tư nhân trên đường Mai Dịch. Nạn nhân bước đầu được xác định là một người phụ nữ sinh năm 1986, đang mang thai 15 tuần, trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội. Theo lời khai ban đầu của bác sĩ Nguyễn Ngọc Trâm, người phụ trách phòng khám và trực tiếp thăm khám, vào khoảng 13 giờ 30 ngày 3 tháng 8, nạn nhân đến phòng khám trong tình trạng tỉnh táo tiếp xúc được. Quá trình khám, huyết áp 90/60, chảy máu âm đạo, đau bụng dưới nhiều. Bệnh nhân được tiêm thuốc truyền dịch, tuy nhiên tiếp tục chảy máu nhiều, xuất hiện triệu chứng khó thở nên đã gọi cấp cứu. Sau khi 115 tiến hành cấp cứu, xác nhận bệnh nhân đã tử vong. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh vừa cứu sống một bé gái bị điện giật nhờ dùng lồng oxy cao áp. Bệnh nhân là bé gái 9 tháng tuổi, nhập viện tối ngày 2 tháng 8 trong tình trạng co giật, hôn mê, bỏng nặng do nắm vào bóng đèn bị giật điện. Ngay lập tức, bệnh nhi được hỗ trợ hô hấp chống co giật, chống phù não, điều chỉnh rối loạn điện giải, toàn chuyển hóa, chăm sóc vết thương bỏng điện ở tay trái. Sau cơn nguy kịch, bệnh nhân được đưa vào nằm lồng oxy cao áp trong 1 giờ để ngăn chặn các tổn thương não nặng hơn do điện giật gây ra. Hiện bệnh nhi đã tỉnh táo, nhận biết tốt, khỏe mạnh, được xuất viện về nhà. Bộ Y tế vừa công bố hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 mới trong giai đoạn 3. Trong hướng dẫn mới, chỉ cần người dân có các biểu hiện ho, sốt hoặc viêm đường hô hấp cấp tính đều sẽ được lấy mẫu xét nghiệm. Trong phác đồ mới, Bộ Y tế lưu ý về tình trạng tổn thương viêm đa cơ quan tương tự bệnh Kawasaki trẻ em. Bộ Y tế cũng cho biết, dù chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, song đã có một số thuốc có hiệu quả kháng virus như các thuốc lopinavir, thuốc remdesivir hay thuốc IVIG. Cách phân loại các thể lâm sàng cũng được đổi thành 5 cấp độ, gồm thể không triệu chứng, mức độ nhẹ là viêm đường hô hấp trên cấp tính, mức độ vừa là viêm phổi, mức độ nặng, viêm phổi nặng và mức độ nguy kịch. Vâng, thưa quý vị, như đã nhắc ở đầu chương trình thì sốt xuất huyết là một bệnh do muỗi truyền và lưu hành quanh năm. Hiện thì đang là mùa cao điểm để dịch bệnh này bùng phát. Và điều này được thể hiện qua số ca mắc và các ổ dịch đã có dấu hiệu được ghi nhận tại nhiều địa phương. Từ đầu năm 2020 đến nay, cả nước ghi nhận khoảng 30.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại hầu hết các tỉnh, thành phố. Trong đó đã xuất hiện một số địa phương đã có ca tử vong như Bình Định, Bình Phước, Cần Thơ và Tây Ninh. Riêng tại Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2020, toàn thành phố có gần 1.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 28 trên 30 quận và 198 trên 579 xã, phường, thị trấn. Trong đó, 3 xã có nhiều bệnh nhân và có ổ dịch diễn biến phức tạp, bao gồm xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín và xã Thanh Thủy, huyện Thanh Oai. Các chuyên gia y tế cũng cảnh báo, sốt xuất huyết đang có dấu hiệu gia tăng từng ngày và dự kiến đỉnh dịch thường bùng phát vào khoảng tháng 8 và tháng 9 và kéo dài đến hết năm. Vâng ạ, rõ ràng là không phải là một bệnh mới nổi, thế nhưng mà năm nào thì cũng có bệnh nhân tử vong vì sốt xuất huyết, mà phần lớn nguyên nhân thì các ca tử vong đều là do người bệnh nhập viện muộn khi mà đã có biến chứng nặng. Vậy để giúp quý vị và các bạn có thể phát hiện sớm khi mắc sốt xuất huyết, nhất là ở trẻ nhỏ, cũng như là biết cách để cần làm gì để có thể phòng bệnh hiệu quả, thì chúng tôi đã có cuộc trao đổi với thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Nhân, là trưởng khoa nhi tiêu hóa dinh dưỡng lây thuộc Bệnh viện Sanh Pôn Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Vâng, xin chào bác sĩ ạ. Cảm ơn bác sĩ đã tham gia trả lời phỏng vấn ngày hôm nay cùng chúng tôi. Thưa bác sĩ, thì bệnh sốt xuất huyết thì hàng năm cứ đến khoảng tầm mùa hè thì lại xuất hiện trở lại. Vậy thì có những cái triệu chứng nào của bệnh sốt xuất huyết mà người nhà hay là bệnh nhân có thể tự chẩn đoán được không ạ? Sốt xuất huyết thì đầu tiên là phải có sốt. Và sốt của nó thì trung bình là từ 2 đến 7 ngày. Nó là sốt cao. Sốt cao mà sốt cao liên tục, sốt nóng, nhiệt độ có thể là lên 39-40 độ C. Thường thì dùng cách thuốc hạ sốt thông thường nó khó hạ. Cái thứ hai đấy là nó kèm với một số các cái dấu hiệu khác. Ví dụ như là da sung huyết đỏ, mắt đỏ, đau đầu, cảm giác như người nó lừ đừ, nó mệt mỏi.
triệu chứng của sốt xuất huyết nặng hơn nữa thì có thể có các cái gọi là 7 các cái dấu hiệu cảnh báo mà các bác sĩ vẫn hay giải thích và dặn dò gia đình. Đấy là trẻ có nôn không, có đau vùng gan không, có đau bụng không, rồi có xuất huyết dưới da, có chảy máu niêm mạc hay không. Nếu mà trẻ đến khám, các bác sĩ có cái nhận định và xét nghiệm một số các cái xét nghiệm máu nữa thì cái tốc độ giảm tiểu cầu ở trong máu, tốc độ nó như thế nào và cái mức độ cô đặc máu thế nào thì các bác sĩ sẽ có kết luận. Thưa bác sĩ, thì bệnh sốt xuất huyết có thể có những cái biến chứng nguy hiểm như thế nào? Thứ nhất là các cái biến chứng hay gặp có xuất huyết là chảy máu niêm mạc, các cái tiểu cầu nó giảm thấp. Hai đấy là biến chứng vào tim mạch có thể gây sốc, gọi là sốt xuất huyết có sốc tuần hoàn tim mạch. Rồi biến chứng vào thần kinh là bệnh nhân có thể có xuất huyết ở não hoặc là có viêm não của virus sốt xuất huyết gây nên. Mũi truyền bệnh sốt xuất huyết thì có những cái đặc điểm gì khác so với mũi thường và phải làm thế nào để có thể phòng tránh được loại mũi này ạ? Nói con mũi mà lây truyền bệnh sốt xuất huyết đấy là gọi là mũi vằn. Mũi vằn mà tên khoa học của nó là mũi vằn Aedes aegypti. Con mũi đấy thì nó hay đốt người vào chập chiều tối. Nó thì cũng hay có tính chất là bay thì nó cũng bay là thấp thôi, nó cũng không bay cao. Bệnh sốt xuất huyết mà khi mà ở trẻ em thì có thể nặng hơn so với ở người lớn hay không ạ? Có chứ, cơ địa trẻ em là cái cơ địa gọi là nằm trong cơ địa nặng. Trẻ em dưới 5 tuổi hoặc là người già là nằm trong cái cơ địa đặc biệt có thể gây nặng. Khi mà cái sốt xuất huyết mà bé con được cho về nhà điều trị tại nhà thì các bác sĩ sẽ dặn các cái dấu hiệu, có 7 cái dấu hiệu cảnh báo, chỉ cần một trong cái dấu hiệu đấy thôi thì bé phải quay đến bệnh viện để nhập viện ngay. Ví dụ như tinh thần lừ đừ hơn, ví dụ như có xuất huyết niêm mạc chẳng hạn, ví dụ chảy máu cam, chảy máu miệng hoặc là chảy máu tiêu hóa, hoặc là thấy trẻ có đau bụng, hoặc là trẻ có nôn, hoặc là trẻ có đau vùng gan, hoặc là sau khi tái khám mà thấy có các cái dấu hiệu thay đổi về trong cái bất thường về máu, ví dụ như là cái tổn thương gan tăng lên, tốc độ tiểu cầu giảm tụt nhanh hơn, mức độ cô đọng máu cao hơn thì bắt buộc phải nhập viện. Khi mà đã mắc bệnh sốt xuất huyết rồi thì người bệnh và người nhà thì có thể hỗ trợ bác sĩ trong việc điều trị như thế nào ạ? Sốt xuất huyết có dấu hiệu cảnh báo thì bắt buộc phải nhập viện để theo dõi và điều trị tại bệnh viện. Sốt xuất huyết mà gọi là sốt xuất huyết không có dấu hiệu cảnh báo, không có mức độ nặng thì mình có thể điều trị theo dõi tại nhà. Bệnh sốt xuất huyết thì không có thuốc điều trị đặc hiệu cho nên chủ yếu là điều trị triệu chứng. Mình sử dụng các cái thuốc hạ sốt thông thường như là paracetamol. Riêng thuốc hạ sốt của sốt xuất huyết thì chỉ được sử dụng paracetamol thôi, không được phép sử dụng các cái thuốc mà có tính chất là làm giảm tiểu cầu như là dòng aspirin. Tiếp theo thì chúng ta phải, bởi vì bệnh này nó gây cô đặc máu, gây mất nước, cho nên là phải bù nước. Ở nhà thì mình sẽ bù nước bằng đường uống, có thể sử dụng một là các cái uống đủ nước như là nước Orizon. Ngoài ra thì mình có thể bù qua bằng sữa, canh, nước hoa quả thì đều có thể sử dụng để cho bé ăn. Nói chung là phải dinh dưỡng tốt, bởi vì dinh dưỡng tốt thì cơ thể nó có sức để chống đỡ trong cái khoảng thời gian bị bệnh. Theo quan sát chúng tôi thì trẻ mà ăn uống kém thì thường cái dấu hiệu nặng nó diễn biến nhanh hơn. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ đã tham gia trả lời phỏng vấn ngày hôm nay cùng chúng tôi. Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm do mũi vằn đốt truyền bệnh, có thể dẫn đến tử vong. Bệnh sốt xuất huyết hiện nay chưa có vaccine phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Biện pháp phòng bệnh hiệu quả là diệt mũi, diệt loang quăng, bọ gậy và phòng mũi đốt. Để chủ động phòng bệnh sốt xuất huyết, mỗi người, mỗi gia đình, cộng đồng hãy đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để mũi không vào đẻ trứng. Thả cá vào lu, chum, vại, bể nước, hồ nước và dụng cụ chứa nước lớn để diệt loang quăng, bọ gậy. Thau rửa dụng cụ chứa nước thường xuyên. Thường xuyên thay nước bình hòa, đổ nước đọng tại khay nước tủ lạnh. Bỏ muối, dầu hoặc hóa chất diệt loang quăng, bọ gậy vào bát nước gây chân trạng. Loại bỏ, lật úp các vật phế thải như chai, lọ, vỏ dừa, lốp vỏ xe cũ, các hốc chứa nước. Lật úp các dụng cụ chứa nước chưa sử dụng, không cho muỗi đẻ trứng. Ngủ màn, mặc quần áo dài phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày. Tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng chống dịch. Khi bị sốt đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị, không tự ý điều trị tại nhà.
Vâng ạ, qua những thông tin trong giờ sức khỏe ngày hôm nay, đặc biệt là những chia sẻ của chuyên gia trong chương trình, thì chúng ta có thể thấy là sốt xuất huyết thì không phải là một căn bệnh quá nguy hiểm nếu như mà được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Bệnh thì cũng hoàn toàn có thể phòng tránh được nếu chúng ta thực hiện đúng những khuyến cáo của Bộ Y tế. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.